Thưa bà con nông dân và các bạn, ở miền Bắc thường vào mùa đông, cỏ cây kém phát triển dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn thô xanh trong tự nhiên để làm thức ăn cho gia súc. Vì vậy cần áp dụng các biện pháp để chế biến, bảo quản và dự trữ thức ăn thô xanh, đảm bảo có đủ thức ăn thô xanh quanh năm cho gia súc. Nhằm giúp bà con chủ động được nguồn thức ăn thô xanh, đảm bảo hiệu quả trong chăn nuôi, chuyên mục Bạn Nhà Nông tháng 10 năm 2014, các cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Vĩnh Phúc sẽ giúp bà con cách dự trữ và bảo quản thức ăn thô xanh. Mời bà con và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong mùa đông tới thì nguồn cỏ khô đối với châu bò là rất khan hiếm, vì vậy mà chúng ta cần có cái kế hoạch dự trữ thức ăn cho châu bò sớm. Phương pháp đơn giản nhất để dự trữ thức ăn cho châu bò đó là phương pháp phơi khô. Để phơi khô thì sau khi rơm rạ hay là cỏ được thu hoạch thì các bà con nên tiến hành phơi ngay, không đánh đống để làm cho cái cỏ hay là rơm bị thối hỏng. Và khi phơi thì bà con cần lưu ý theo dõi thời tiết và bố trí nhân lực, địa điểm phơi để đảm bảo là cỏ phơi được cất ngay. Và trong quá trình phơi thì bà con lưu ý là không phơi cỏ khi trời dưới trời nắng to, bởi vì như vậy sẽ làm mất nhiều các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin. Và trong quá trình phơi thì chúng ta cũng cần lưu ý đảo đều cho cỏ và rơm rạ được phơi khô đều. Phơi, sau khi phơi khô xong thì bà con có thể tiến hành đóng đống ủ hoặc là dùng các cái bao tải để dự trữ. Nếu có điều kiện thì chúng ta có thể làm nhà kho để dự trữ cỏ khô cho châu bò trong mùa đông. Phương pháp thứ hai để dự trữ thức ăn đó là cái phương pháp ủ rơm với ure. Đối với phương pháp này thì bà con có thể chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Thứ nhất đấy là rơm, thì 100 cân rơm cần 4 cân ure và khoảng 80 đến 100 lít nước. Thì lượng nước thì tùy thuộc vào rơm khô hay là rơm ướt. Nếu rơm khô thì chúng ta tăng lượng nước và rơm ướt thì chúng ta giảm lượng nước. Về cách ủ, phương pháp ủ thì có hai phương pháp. Phương pháp ủ bằng túi ly nông hoặc là phương pháp ủ bằng hố hay ủ bằng hầm xây. Đối với phương pháp ủ ly nông thì nó thuận tiện hơn đối với bà con. Bà con có thể dễ dàng mua các loại túi ly nông loại dày, dài từ 2,5 m đến 3 m ở ngoài chợ. Chúng ta về, chúng ta cho rơm và ủ rất là thuận tiện. Về cách ủ thì chúng ta ủ như sau. Trước tiên là lấy 4 cân ure hòa tan vào lượng nước sẵn có cho nó tan đều. Sau đó thì chúng ta rải một lớp rơm dày khoảng 20 cm. Sau đó là lấy nước vòi Ora tưới đều cái nước mà đã có hòa tan ure lên và trộn đều. Sau đó thì chúng ta cho vào túi ủ. Cứ lần lượt như vậy cho đến hết cái lượng rơm mà chúng ta đã chuẩn bị. Cái rơm ủ ure thì sau khi ủ từ 7 đến 10 ngày thì chúng ta có thể đem ra sử dụng. Vào mùa đông nhiệt độ hạ thấp thì chúng ta có thể sử dụng sau 10 đến 15 ngày. Cái rơm ủ đúng kỹ thuật thì sẽ có mùi thơm rất là đặc trưng và rất là dễ ăn. Tuy nhiên là khi mới cho châu bò ăn thì chúng ta nên có cái phương pháp tập ăn, cho từng ít một và cho trộn vào với cỏ tươi để cho châu bò quen dần. Khi châu bò đã quen rồi thì ta có thể tăng cái lượng rơm ủ ure lên. Rơm ủ ure thì có cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao so với cái rơm khô và nó còn có cái tác dụng là kích thích cái sự thèm ăn đối với châu bò. Và bà con cũng lưu ý là cái rơm ủ ure thì chúng ta có thể dự trữ cho 4 đến 6 tháng. Vì vậy rất là đảm bảo trong quá trình mùa đông giá rét. Và cũng lưu ý nữa là cái ure thì tuy rằng có thể sử dụng để ủ vào rơm cho châu bò ăn, nhưng mà chúng ta không nên pha cái ure trực tiếp tưới lên cho châu bò ăn thì rất dễ dẫn đến ngộ độc, gây hại đến cho con bò nhà chúng ta. Lưu ý thứ ba là khi bà con lấy rơm ủ ure ra cho châu bò ăn thì các bà con lấy lượng ít một vừa đủ cho châu bò ăn, và sau khi lấy xong thì chúng ta cần phải buộc kín túi ủ lại để tránh cho không khí lọt vào gây hư hỏng và thối mốc.
Thưa bà con và các bạn, ủ chua thức ăn thu xanh là biện pháp bảo quản dự trữ thức ăn thô xanh thông qua quá trình lên men yếm khí. Và bà con cần chú ý những yêu cầu khi ủ thức ăn chua như sau. Thứ nhất là yêu cầu về hố ủ. Hố ủ thì phải đảm bảo sạch sẽ, không được nước thấm vào, không khí cũng không vào hố ủ. Và bà con có thể sử dụng là hố ủ xây bằng gạch, hoặc hố ủ đào trong lòng đất, hoặc là bằng túi ni lông, hoặc bằng thùng phi, vân vân. Thứ hai, yêu cầu thứ hai là về thức ăn. Thức ăn là phải trước khi ủ thì phải được băm nhỏ. Và thức ăn là phải có độ ẩm là 65 đến 70%. Thức ăn là phải được chất lượng tốt. Chất lượng tốt ở đây là gì? Là thức ăn vừa mới cắt về vẫn còn tươi và không lẫn những tạp chất. Một cái yêu cầu nữa, bà con chú ý là trong cái quá trình thao tác ủ ấy, thì thức ăn là phải được lén chặt trong túi ủ, hố ủ, đặc biệt ở các góc cạnh là phải lén chặt. Và thức ăn lén chất vào trong túi ủ, hố ủ thì càng nhanh càng tốt. Và sau khi là chất đầy hố ủ, túi ủ thì bà con phải đóng kín túi ủ, hố ủ. Và cái yêu cầu cuối cùng về việc sử dụng thức ăn sau khi ủ chua, thì sau khi mở thức ăn ra cho gia súc ăn thì bà con phải sử dụng hết. Và sau khi lấy thức ăn ra rồi thì bà con phải đóng kín túi hoặc là hố ủ ngay. Đó là những cái yêu cầu mà trong cái quá trình ủ thức ăn chua xanh bà con lưu ý. Sau đây là tôi xin hướng dẫn bà con một số kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh, mà ở đây cụ thể là ủ chua lá sắn. Ủ chua lá sắn thì công thức bà con cần nắm là 100 kg lá sắn, 5 kg cám gạo, cám ngô hoặc là bột sắn, bột khoai, và muối ăn là 0,5 kg. Đó là theo cái công thức. Và trước khi bà con ủ chua lá sắn thì bà con phải chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây là lá sắn. Và phải chuẩn bị hố ủ, muối, muối ăn pha theo tỷ lệ như là công thức trên. Sau đó bà con tiến hành ủ chua. Khi lá sắn bà con nguyên liệu mang về đây thì bà con là phải phơi nhẹ lá sắn, nghĩa là chúng ta phơi 2 tiếng ở trong bóng râm. Sau đó chúng ta đảo làm sao cho lá sắn nó tái đi thì bà con tiến hành ủ chua. Sau đó pha cái bột sắn hoặc bột gạo, cám gạo ấy, theo công thức đấy, pha mấy muối trộn đều. Sau đó là bà con là băm nhỏ lá sắn để chúng ta tiến hành ủ chua. Ủ chua thì ở đây thì tôi có 2 cách ủ chua. Bà con có thể ủ chua ở trong túi ni lông hoặc là ủ chua ở trong hố ủ. Ủ chua lá sắn bằng túi ni lông thì sau khi lá sắn bà con thu hoạch về thì bà con phơi tái đi. Sau 2 tiếng thì bà con lại đảo, và đặc biệt là phơi ở trong bóng râm chứ không nên phơi ở ngoài nắng gắt. Sau đó là bà con băm nhỏ chiều dài khoảng 10 đến 15 cm. Sau đó là chúng ta là pha cái nguyên liệu là bột ngô hoặc là bột gạo, muối muối theo cái tỷ lệ như công thức tôi nêu trên, và bà con tiến hành ủ. Thì khi ủ
bà con là rải một lớp lá sắn ấy, nguyên liệu lá sắn băm nhỏ đấy vào trong túi ủ, sau đó bà con là rắc cái nguyên liệu là bột ngô hoặc là cám gạo và muối là rắc đều trên bề mặt, sau đó bà con lại lén chặn lại, xong tiếp tục mình lại cho nguyên liệu lá sắn vào trong túi ủ, rồi là tiếp tục cho hỗn hợp bột ngô, cám gạo và muối rắc đều và lén chặt, cứ làm như thế đến khi là đầy túi ủ, sau đó là bà con là rắc một lớp cám gạo hoặc là bột ngô muối rắc ở trên bề mặt. Tiếp theo là bà con là đóng kín túi ủ lại. Sau khi đóng kín túi ủ thì bà con là cất túi ủ vào nơi mát, mà đặc biệt nữa là nên để vào chỗ tránh nước mưa thấm vào. Đối với phương pháp ủ chua lá sắn bằng hố ủ thì bà con làm tương tự như là ủ chua lá sắn trong túi ni lông, nhưng là bà con chú ý một số những yêu cầu như sau, là cái hố ủ ấy thì phải có cái rãnh thoát nước, và bên cạnh nữa là bà con phải che chắn cái hố ủ cho tốt, và đặc biệt nữa bà con lưu ý là làm sao đó là không để cho nước mưa thấm vào trong cái hố ủ gây thối thức ăn ủ chua. Đối với thời gian ủ chua lá sắn thì sau thời gian ủ khoảng 3 đến 5 ngày về mùa hè thì bà con có thể là cho gia súc ăn cái nguyên liệu ủ đấy được. Và về mùa đông thì là khoảng 7 đến 10 ngày thì cho gia súc ăn cái thức ăn ủ chua đấy được. Và cái thời gian bảo quản cái thức ăn ủ chua này ấy, có thể bảo quản được từ 5 đến 6 tháng. Bà con chú ý là khi sử dụng thức ăn ủ chua là khi lấy cái lượng thức ăn ủ chua nhất định cho gia súc ăn thì bà con là cần là đậy kín túi ủ hoặc là hố ủ vào để tránh thối mốc. Và chú ý nữa là khi cho gia súc ăn thức ăn ủ chua ấy, thì trước khi cho ăn thì bà con là lên cho ăn thức ăn thô, như đặc biệt là cho ăn dơm, dơm khô hoặc là cỏ khô, sau đó là cho ăn thức ăn ủ chua. Và châu bò lúc đầu là vẫn chưa quen cái thức ăn ủ chua thì cho ăn với cái lượng ít, sau là dần dần tăng lượng thức ăn thì gia súc nó quen dần với thức ăn ủ chua. Đó là những về kỹ thuật ủ chua lá sắn. Đối với ủ chua thức ăn thô xanh khác như là cỏ voi, thân cây ngô thu hoạch non, hoặc thức ăn họ đậu khác như dây lang, như dây lạc, dây đỗ, vân vân, thì bà con cũng tiến hành như sau. Về công thức thì bà con chú ý là thức ăn thô xanh là 100 kg, cám gạo, cám ngô hoặc là bột sắn, bột ngô đấy là 5 kg, muối ăn là 0,5 kg. Sau khi bà con chuẩn bị nguyên liệu là thức ăn thô xanh và những nguyên liệu theo công thức ở trên thì bà con là tiến hành ủ chua thức ăn thô xanh. Thì cái cách tiến hành ủ chua thức ăn thô xanh thì cũng tương tự như là bà con tiến hành ủ chua lá sắn trong hố ủ, túi ủ. Chuyên mục Bạn Nhà Nông kỳ này của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.